Hello anh em. Này dòng anh chim anh em. Bị dính xương. Vào con chim mái với hai anh chim non. Trong tờ 3 tháng nha, này dính xương nha. Bán cho khách gian mái thì này bộ cũng khác anh em. Nói chung anh em vui vẻ thì thoải mái ha, này ông chú. Chú cũng lớn tuổi ha. Trong tờ dòng CR7 dòng này kèm khá lắm. Màu đá. Đó, thấy không? Dung chim này bán mấy à? Nói chung tại chim có khảo sát kia hết trơn à. Lần chim này đưa ông anh đổ. Kỹ lắm, ghi ngại trơn. Ngày nào hết trơn. Mình không nhớ mình hỏi lại ghi báo lại chứ. Em thua nha, thả vi bắt ra nè. Không? Giống này cổ hơi thắt, giống CR7 này cổ hơi thắt nha anh em. Nó vậy đó, nhưng mà hình thái nó bự đẹp thằng này ha. Rồi sẵn này thêm một con mái nữa nè. Con mái trong ông anh ở một con mái một cặp con. Đây. Mái này nó 5 xị nha anh em. Còn cũng nhiều à. Ghi mái thôi. 5 sợi giống này nhiều quá bán bớt anh em. Này con này chắc có kèm, giống này ra kèm ít nhiều anh em, hình hai nó được đẹp thôi chứ mình đúc nha, chi là bao vô tay là phải cục anh em đó. Và một cặp chim non nữa nha. Rồi anh bắt chim ấy quay cho anh em coi, bắt con này quay cho anh em coi nha. Rồi anh em này nó rồi. Cục đàng hoàng nha, uống nu chà bá đàng hoàng. Con này nó kêu rồi đó. Con này bò nó bị khá lắm nè. Chứ không phải chim dạt chim bậy bạ đâu anh em, thấy không? Đó. Về mấy chim là tầm khá hết. Thấy không? Bự con đàng hoàng một cục luôn. Chính sách bên mình là ấy anh em. Con chung chim mái là mình tặng cho ông chú luôn nha, mình không có giữ tặng cho ông chú làm kỷ niệm chơi, mình có nói rồi đa phần lúc nào lúc bên mình cũng vậy anh em. Nhưng chim mái thì mình gửi khác lên cho mình bù cho anh em ha, chơi thoải mái thích thú được. Còn anh em vui vẻ, anh em cô chú anh chị gì đó, anh em đi cho dễ anh em đó. Tiền Giang thầy về ngã ba An Cũ Tiền Giang nha. Nói chung lúc trước bán con chim này rẻ lắm nè, bán hai cũ rồi. Giờ mái lỗ luôn. Thế muốn lỗ luôn anh em. Chim mái là tặng nha, tặng không bữa quá ông chú rồi, ông chú để em gửi, chú gửi lại rồi gửi khác lên. Em có nói là thôi ông chú giữ chơi đi, quay em coi đúng gì em con chim là được rồi. Rồi xong anh chú đó bữa ông hối biết quay nè, điện thoại cho em coi, rồi xong cái em kêu ông chú để lại chơi đi, để có việc gì dùng ha, anh em nào cần thì đưa lại chơi cũng được ha, còn không chơi nữa thì chặt chọi ấy thì thả phóng sinh giùm em đó, thì gỡ tới bắt công anh em tốn tiền xe. Nhưng ông chú lan chim nó kèm khá lắm, hay lắm. Cái tội với con mái. Rồi tiếp tục con thứ hai nha, anh em đợi em chút, giật ra được. Đây con mái nè. Bự. Mái cũng khá ổn á. 5 xị à, 5 xị lúa. Nhưng mái vài lựa mấy con dòng nào nhiều quá bán rẻ nè, nên chơi ha. 5 xị lúa. Chim nói chung lúc rài nó cũng hên xui nè em ơi, nó như vậy nó ra trống hai trống hai mái tùm lum hết trơn, mình không có chắc ăn được phần nào đúng không. Chúng anh em vui vẻ hỗ trợ lẫn nhau là hợp lý rồi. Em nói chung em hỗ trợ anh em hết mình ha anh em, có gì cứ báo em. Chim mặc dù em không bao giống mái nhưng vẫn hỗ trợ anh em nha. Em vui vẻ tặng con khác chơi bình thường ha. Còn mấy anh mà khó khăn quá thôi em thua nha, nhiều anh mua chim cũng nhiều tiền á, mua tập chim con có 1 triệu 2 triệu ở 2 triệu 3 triệu gì à.
Trời ơi mấy anh đòi ha, đổi lúc nãy mấy anh đổi á. Mấy anh đòi đổi hả? Thủ gốc dừa à. Vậy không? Rồi hỏi mấy con đẳng cấp thôi mà anh em. Nhưng chim thì anh em mua chim giống nào thì chắc ăn là em sẽ lựa những giống đó. Đổi cho anh em chim tơ giống đó. Cùng tháng hoặc là nhỏ tháng hơn, tại vì nhiều lúc cái này là thỏa thuận ban đầu rồi. Em hổ bao nhưng mà em vẫn nói trước nha. Đó. Đâu phải lúc nặng có chim đâu anh em. Trời ơi, nhiều anh khó chịu mua chim có không nhiều tiền anh em đòi đổi ngủ ngang con mồi vậy. Anh em đòi đổi ngang. Đó. Là trong khi ra bán là em báo trước là hổ bao chống máy anh em. Đó. Đây cặp chim non này hổ bao chống máy luôn. Em hợp lý chứ em chơi hả? À. Chim em không có nhiều. Chung đang lựa mấy cặp thổ hơi bị đỉnh nha anh em. Tiền hậu khủng khiếp à. Âm là phê. Nghe là đi không nổi luôn á. Em là fan của âm thổ nha. Cái nào nói chung hay là em chơi nhưng mà nghiêng về thổ một chút anh em. Thổ nghe phê. Với mình lụm tiền nó ngọt, nhiều tiền. Hay. Khá là ok anh em. Không mà. Nè. Đó. Chim thì lúc rồi em đeo khoen, em xiên lắm. Lúc rồi em mới không ăn, không thất nghiệp anh em. Đeo khoen nhớ. Rồi con số 10. Nói chung anh em là cần đeo khoen em đeo, còn anh em mà không cần em không đeo nha anh em. Chim em xài mít đeo lắm, thường mấy chim em xài mít đeo nè. Đeo không đeo không có. Không có ấy. Đây con số 11 nè. Để gửi con 11, con 15 cũng kỳ lắm mà. Rồi. Con này làm nhìn trống, cụp cụp cụp. Đó, chim cũng vào trong máy nè em, cặp ghiên, ba củ. Chim này ba củ, tự con nhít nát luôn. Rồi anh em mà cần chim mẹ alo cho em nha. Có chứ cũng đặt trước anh em ơi, hết chim rồi. Đây triển khai chuẩn bị làm thêm mới chuồng nữa anh em. Để đổ thì mấy cái cặp nọc tê trứng cút nè. Thổ tê trứng cút. Cặp này là bao phê, bao tê. Cặp này hứa hẹn trứng tới nha, mùa trứng tới anh em. Cuối năm và đầu năm sẽ ha, cuối năm nay và đầu năm tới là sẽ ra những con thổ nặng nặng nha, lên sóng cho anh em nha. Giờ cũng có mà không đủ, không đủ cung cấp anh em ơi. Anh em nào mà cọp cọp cần chim bíp bíp thì alo trước còn anh em. Cái mấy con đó ít khi nào em đăng lắm, không cài không còn nữa. Rồi chúc anh em xem clip vui vẻ nha, tạm biệt anh em. Đây nè, còn 2-4 con. Hai con này bán chim mới thu lại anh em. Bán chim mấy con cọp cọp cho anh em chơi mới thu lại về để xài lại nha. Rồi tạm biệt anh em nha, chúc anh em xem clip vui vẻ nha.